Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa là Tết Trung Thu. Vào những ngày này, các em nhỏ háo hức chờ đợi giây phút được phá cổ Trung Thu bên gia đình. Thế nhưng Tết Trung Thu năm nay có hàng ngàn em nhỏ nhiễm Covid-19 đang phải nằm ở bệnh viện điều trị. Để giúp các em có thêm tinh thần lạc quan, vui vẻ trong ngày Tết đặc biệt này, các bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị những phần quà tặng cho các em. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm bệnh nhi đang phải cách ly, điều trị tập trung tại các bệnh viện thu dung dã chiến. Để động viên tinh thần cho các em an tâm điều trị và có một Tết Trung Thu thật ý nghĩa, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam thành phố, Quỹ học bổng Vừa A Dính và Trường Hướng nghiệp Á Âu đến các bệnh viện dã chiến số 6, 7, 8 và khu vực dân cư có hoàn cảnh khó khăn tại phường 2, quận 8 để tổ chức Trung Thu cho các em. Ban tổ chức sẽ trao tặng 1.000 phần quà cùng với 1.500 chiếc bánh Trung Thu cho các em thiếu nhi đang cách ly điều trị tại các bệnh viện dã chiến trên. Đơn cử như điểm tặng quà Trung Thu, bệnh viện dã chiến số 7, 300 món quà Trung Thu gửi tặng các em, nhưng để đảm bảo giãn cách an toàn, không tụ tập, lực lượng y tế sẽ đến từng phòng để trao tặng đèn ông sao, đèn Pokemon, bánh Trung Thu. Món quà tuy đơn giản nhưng cũng đủ khiến các em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ để có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật, sớm được trở về nhà. Tối ngày 18 tháng 9, hàng trăm người Việt và trẻ em tại Bắc Morava và Ostrava, Cộng hòa Séc đã tham dự chương trình Vui Tết Trung Thu tại Trung tâm Văn hóa thành phố Ostrava. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng khẳng định, Tết Trung Thu có ý nghĩa đặc biệt đối với người Việt Nam, là dịp để đoàn tụ, chăm sóc và chia sẻ thương yêu đến các thành viên trong gia đình. Đây cũng là dịp để cha mẹ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc con cái và qua đó thế hệ trẻ càng hiểu, biết ơn, trân quý sự chăm sóc đó, từ đó nuôi dưỡng tinh thần, nỗ lực phấn đấu tu dưỡng rèn luyện để trở thành những người tài trí, góp ích cho xã hội sở tại và Việt Nam. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để người Việt gìn giữ và duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc cho cộng đồng sở tại để họ hiểu thêm về bản sắc văn hóa của người Việt. Điều này sẽ góp phần làm cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, bền vững vào xã hội Séc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa của Cộng hòa Séc. Cùng ngày, Đại hội đại biểu lần thứ tư của Hội người Việt Nam tại tỉnh Bắc Morava và Ostrava đã thành công tốt đẹp và bầu ra ban chấp hành mới. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành thuế đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các giao dịch điện tử như khai hồ sơ thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và theo kế hoạch là đến ngày 1 tháng 7 năm 2022 chính thức thực hiện hóa đơn điện tử theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian của doanh nghiệp và người nộp thuế. Tổng cục thuế cho biết, đến nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63 tỉnh thành phố với tỷ lệ 99,7% doanh nghiệp đã áp dụng khai thuế điện tử. Trong bối cảnh phải giãn cách vì dịch bệnh Covid-19, người nộp thuế tiếp tục thực hiện kê khai thuế tiện lợi theo kênh giao dịch điện tử 24/7 của ngành thuế. Tính từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, ngành thuế đã tiếp nhận hơn 13,1 triệu hồ sơ khai thuế điện tử qua hệ thống khai thuế điện tử, triển khai 479 kênh hỗ trợ trực tuyến, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trực tuyến, hỗ trợ người nộp thuế. Tổng cục thuế đã phối hợp và kết nối nộp thuế điện tử với 55 ngân hàng thương mại, cung cấp kịp thời dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 cho người nộp thuế và đã có hơn 99% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử. Từ đầu năm đến nay, ngành thuế tiếp nhận hơn 17.000 hồ sơ hoàn thuế điện tử, đạt tỷ lệ 98,5% tổng hồ sơ hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế. Ngành thuế cũng khuyến khích doanh nghiệp, người nộp thuế sớm đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin theo quy định về thực hiện chứng từ hóa đơn điện tử trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cục thuế Hà Nội cho biết cơ quan này đã phối hợp với các ngân hàng thương mại, trung gian vận chuyển, trung gian thanh toán trên địa bàn thành phố. Để thu thập cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế đã đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền về chính sách, công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử. Cục thuế thành phố Hà Nội đã nghiên cứu xây dựng các công cụ công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác quản lý thông tin của người nộp thuế có phát sinh hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn. Với việc các hoạt động thương mại điện tử ngày càng gia tăng và phát triển nhanh, do đó mà ngành thuế xác định đây là mục tiêu để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hiện nay. Nhiều cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đã được cơ quan thuế đưa vào quản lý thuế.
Tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, Cục Thuế Hà Nội đang quản lý 382 cá nhân có hoạt động cung cấp sản phẩm trên các ứng dụng của Google Play, Apple Store. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm nay, các cá nhân này đã nộp vào ngân sách 39 tỷ đồng qua ứng dụng nộp thuế điện tử. Để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch số 137 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh đến các phòng, các chi cục thuế trực thuộc. Lập danh sách 648 hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo nghị quyết số 68, gửi Ủy ban Nhân dân cấp xã, đồng thời gửi mẫu tờ khai trực tiếp đến các hộ kinh doanh. Kết quả đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021, cơ quan thuế đã tiếp nhận 454 hồ sơ do Ủy ban Nhân dân cấp xã gửi để thẩm định. Đã chủ trì cùng hội đồng thẩm định 424 hồ sơ chuyển cho phòng tài chính cấp huyện trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt. Số tiền đã được phê duyệt hỗ trợ hộ kinh doanh là 1.272 tỷ đồng. Thưa quý vị, trước diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp khiến một số địa phương trên cả nước đã phải giãn cách xã hội. Chuyển đổi số là cụm từ được nhắc đến khá nhiều tại thời điểm hiện nay. Đón đầu xu thế này, ngành thuế đã chủ động đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để bứt phá, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số. Để hiện đại hóa công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiều dự án ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Và những hoạt động về chuyển đổi số trong quản lý thuế điện tử cũng sẽ khép lại phần tin tức thời sự trong nước tối nay của chúng tôi. Đây là hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thay vì doanh nghiệp phải cầm hồ sơ đến trực tiếp cơ quan chức năng như trước đây, thì nay doanh nghiệp chỉ cần một vài click chuột, hồ sơ, thủ tục hành chính thuế đã được gửi đến địa chỉ của cơ quan quản lý. Doanh nghiệp đã chia sẻ, hiện nay doanh nghiệp chỉ cần một kế toán văn phòng thực hiện rất hiệu quả thay vì 2 đến 3 người như trước và đã giảm đáng kể thời gian, chi phí cho đơn vị. Kê khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử, và đặc biệt là đối với FSC, chúng tôi đã thực hiện là xuất hóa đơn điện tử. Cho nên trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất, vẫn quan hệ được với khách hàng tốt và vẫn đảm bảo là nguồn doanh thu đến đâu là chúng tôi xuất hóa đơn đó trả cho khách hàng bằng hệ thống mail, chứ không phải làm hồ sơ giấy như ngày xưa. Việc thực hiện đó rất là hữu ích trong cái thực hiện nhiệm vụ lồng kép là vừa phòng chống dịch và vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty. Kê khai, tính toán thuế và nộp thuế theo cái mạng Internet cũng như theo công nghệ số hiện nay của Tổng cục Thuế là một cái bước cải tiến cái thủ tục hành chính, giảm thiểu cái sự tiếp xúc trực tiếp giữa cái người nộp thuế với cái cán bộ của cơ quan quản lý thuế, giảm thiểu các cái thủ tục hành chính, giấy tờ cũng như đáp ứng cái yêu cầu về quản lý số mà Chính phủ đã đề ra. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến thời điểm này, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế tổng số là 304 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là 122 thủ tục, mức độ 3 là 32 thủ tục, mức độ 4 là 150 thủ tục. Tính đến thời điểm hiện tại, ngành thuế đã tích hợp 150 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Dự kiến trong năm 2021, ngành thuế sẽ hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc trong năm 2021 thì được đánh giá là nghiêm trọng so hơn nhiều so với năm 2020. Thì tuy nhiên thì cũng là chính trong cái bối cảnh thách thức này thì làn sóng chuyển đổi số thì cũng đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tổng cục thuế thì cũng xác định chuyển đổi số là tất yếu. Đây là thời điểm cần phải tăng tốc, có những hành động, giải pháp triển khai cụ thể, thiết thực để nâng cao năng lực điều hành của chính cơ quan thuế cũng như tăng cường hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua thách thức do đại dịch gây ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chuyển đổi số là mục tiêu mà ngành thuế đặt ra trong quản lý thuế điện tử thời điểm này. Cùng với đó, tích cực triển khai 479 kênh hỗ trợ trực tuyến, đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa các giao dịch điện tử như dịch vụ tin nhắn giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, ứng dụng eTax dành cho thiết bị di động,
e-mobile, cung cấp một số chức năng về đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế, tra cứu hồ sơ thuế đã nộp.